Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi, hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 nha cả nhà. Ngày quốc tế thiếu nhi rồi. Rồi loay hoay 1 2 ngày nữa là tới mùng 5 tháng 5 Tết Nguyên Tiêu rồi. Rất là nhanh luôn, thời gian không chờ đợi một ai cả. Rồi sáng hôm nay Sơn ra vườn ngồi nhâm nhi ly cà phê với ngắm hoa, ngắm ong, ngắm bướm. Trước mặt là cây linh sam đao điểm ghép tanuki nha, rồi đang nở hoa rất là đã luôn. Ngồi mình ngồi sát bên mà nó thoang thoảng cái mùi hương á, rất là đã. Ở xung quanh là cây, những cây bonsai. Ngồi đây ngắm bướm bay nè, bướm bướm bay, rồi ong hút mật ở trên cái cây sâm ngọc kìa, hồi nãy bướm bướm quá trời luôn. Rồi ngồi bên cạnh đây là cây sam núi, rừng trên thân sam núi trái nha cả nhà. Rồi Sơn xin chào cả nhà. Thì tối nay 20 giờ 8 giờ tối cả nhà. Nhà vườn Sơn tổ chức livestream giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai để về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì nếu như mình có thời gian sắp xếp được thì ghé xem live ủng hộ nhà vườn luôn nha. Đó, thì cái live ngày 31 tháng 5 cũng thành công ngoài mong đợi luôn. Đó. Nói chung là cũng chúc mừng em trai bonsai Kim Sang khởi nghiệp tại quê nhà. Đó, thì quản sự khởi đầu nan thì chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cả nhà mình nếu mà thương mến anh em Sơn, ủng hộ cho Kim Sang em trai của Sơn luôn nha. Có nick Facebook là có kênh Facebook là bonsai Kim Sang. Đó, thì bây giờ là hiện tại là Sơn vẫn còn đang dìu dắt, thì Sơn dìu dắt một thời gian nữa, nếu em nó ổn định rồi thì Sơn cũng cho em nó tách hẳn ra riêng tư cho nó tự do hơn. Đó, thì bây giờ là em nó mới có chập chững cái bước đi đầu tiên, nên là còn rất là nhiều bài học để mà học. Đó, thì nhưng quan trọng là nhà mình ủng hộ nha. Đó, thì hẹn nhà mình tối nay ngày 1 tháng 6 8 giờ tối 20 giờ cả nhà. Thì nhà vườn sẽ lên một số cây cảnh, cái bonsai hữu nghị để cho mình ủng hộ luôn nha. Đó, thì Sơn cũng rất cảm ơn cả nhà mình luôn. Đó. Đây là cây linh sam. Cây linh sam Taduki đang nở hoa rất là đã luôn. Còn cây mai vàng. Mai vàng thì mình ghét một cái là nó hay có sâu quá cả nhà. Sâu nhiều quá. Cứ lá non lên là sâu, cái lá của nó không có được nguyên quẹn như các cây khác đâu. Đó. Nên mai vàng Sơn rất là ít chơi. Đó, nhưng mà cây này đẹp thì Sơn sưu tầm. Rồi Sơn xin kính chúc cả nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn nha. Đó, sáng nhâm nhi là cà phê ở giữa vườn nữa là thôi rồi luôn, là xong bắt đầu đi làm. Hôm nay là Sơn đi sửa đường từ thiện. Vào nghĩa trang. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Sơn nhận được nguồn của các mạnh thường quân là Lê Thị Nhi, vợ của Cú Đấm Thép TV 5 triệu. Rồi gia đình bà Úc ở Mỹ 300 đô. Và gia đình chị Kelly Trần ở Mỹ là 500 đô. Và một chị có nick Facebook là Thịnh Hằng 200k. Đó, thì Sơn dồn hết cái nguồn quỹ đợt này vào việc sửa đường, tu sửa đường con đường vào nghĩa trang, để góp phần giúp cho những người đã khuất vào nơi an nghỉ cuối cùng được êm đềm hơn nha. Rồi Sơn thân chào và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn.